Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì liên quan Mobile vừa mới cập nhật phiên bản mới tên là Vô Tận Hỏa Lực. Và đặc biệt thì cái phiên bản này ý, nó sẽ có rất là nhiều cái trải nghiệm mới về cái giảm dung lượng, giảm lag các thứ kiểu này. Đây, các bạn có thể thấy trang trên màn hình của các bạn không? Chiếc điện thoại cùi bắp thời sửa thời xưa mà mình không bao giờ được sở hữu, tại vì mình hiện tại bây giờ không có, mình đang xài cái điện thoại mới. Đây là dành cho những cái bạn nào mà có cái điện thoại mà máy yếu, cấu hình yếu, ví dụ như điện thoại chẳng hạn như đây, RAM có 1GB thôi này. Đó, thì mình vô tình biết được cái clip này, mình úp cho tất cả các bạn cùng xem nha. Một chiếc điện thoại RAM chỉ có 1GB thôi. Đó, Oppo Neo 5 từ cái thời xưa, để xem bạn ấy sẽ chơi game sẽ như thế nào nha. Đó, từ khi cập nhật cái phiên bản mới. Ok, hồi nãy thì mình có xem sơ qua một lượt rồi. Thì mình thấy bạn ấy gọi là chơi game rất là mượt các bạn ạ. Không có dấu hiệu giật lag giống như những phiên bản trước đây. Thì đây có thể nói là dành cho những tất cả máy điện thoại tầm trung đổ lại. Nói chung là những dòng máy yếu ấy, RAM chỉ có 1GB ấy. Cái phiên bản này thì các bạn có thể chơi là nó không giật lag. Mình thấy thì khá là ổn luôn. Những bạn ở đây sẽ là một cái kiểu như là cơ hội dành cho mấy bạn máy thấp có thể leo rank dễ dàng. Đó. Đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Này, chuẩn bị này, nó đi kìa. Ué. Đâu có bị giật lag đâu. Không giống như trước đây nói thật, những phiên bản cũ thì không thể chơi liên quân bằng cái chiếc điện thoại này được. Cái điện thoại này các bạn có thể nhìn thấy không? Cái màn hình nó nhỏ chiu. RAM có 1GB à. Máy xíu chiu. Đó, đánh kìa. Đó. Đánh liên tục mà không có dấu hiệu giật lag luôn. Ghê gớm chưa? Vãi cả lều. Được đấy nhở các bạn? Các bạn thấy được không? Hiện tại thì mình cũng chúc mừng tất cả các bạn máy yếu giờ chơi game sướng rồi nhá. Chứ không có giống như ngày xưa đâu mấy bạn. Ui, lag qua giờ là chắc là bớt rồi đúng không? Nếu mà từ khi cập nhật phiên bản mới này, các bạn, những bạn nào mà ngày xưa mà lag quá mà xóa game ấy, thì khi mà các bạn thấy chơi trên cái phiên bản này có lẽ sẽ tải game lại chơi nó sẽ mượt hơn rất là nhiều luôn. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì ở trên cái group của mình thì mình cũng không thấy có bạn nào kêu nào cập nhật phiên bản mới mà lag quá. Không thấy luôn. Không thấy một người nào đăng luôn. Ai cũng kêu chơi mượt, chơi ngon. Đó, dùng cái máy cùi thế này mà còn chơi được nữa thì cũng gì các bạn, máy chỉ cần RAM 2GB thì quá quê rồi. 1GB vẫn chơi bình thường đây. Các bạn có thể tự tải xong rồi chơi thử xem nó có bị lag không nhá. Đó, các bạn thấy không? Máy cũ như vậy mà vẫn gọi là chơi ngon lành cành đào được, không bị lag đúng không? Mà hình ảnh trong game thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Nếu có máy các bạn mà muốn cho nó càng mượt thì các bạn chỉ cái cấu hình nó thấp đi. Hình như là nó có nâng cấp cái 4 cái tùy chỉnh cấu hình, phải cái lượng trung bình này, cái vậy thấp này, cao này, đẹp này. Nói chung là hình như có mấy cái mình cũng chưa để ý nữa, tại vì mình xài toàn cái maximum thôi các bạn ạ. Máy của mình nó chơi ổn mà. Còn ví dụ như máy các bạn, máy nào các bạn mình chơi giật ấy, các bạn có thể giảm cấu hình đi. Đấy, càng giật thì các bạn lại giảm đi. Nếu mà nó giật ý, còn mình thì cũng không rõ các bạn chơi như thế nào nữa. Nhưng mà đây trước mặt mình thấy cái điện thoại này nó cùi bắp, cùi mía, bay vào ủa. Bố phát trên hai anh em luôn, kinh. Vãi nhờ, đấy, không phải là lừa đâu. Mình thấy các bạn cập nhật mới của Liên Quân lần này nó rất là ok luôn các bạn ạ. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tại vì nó giảm lag là ngon rồi. Rất là nhiều bạn, tại vì máy nó cấu hình yếu quá không thể chơi được game thì mấy bạn mới bỏ game. Chứ không phải là các bạn không muốn chơi, tại vì Liên Quân nó cũng rất là hot, nó khiến cho mình giải trí rất là tốt trong những cái vấn đề áp lực như công việc tạo ra và học hành thi cử gì đấy, nó áp quá áp lực, nó khiến cho mình cảm thấy nó bị bí. Nên chơi game nó sẽ khiến cho mình giải tỏa được tâm lý một chút nào đấy. Rồi thì những bạn nào mà chưa có điều kiện sở hữu máy cấu hình cao thì chỉ cần có máy chiếc máy cấu hình thấp như thế này, mình cũng thấy có thể chơi game đánh gọi là ok con dê thế này là ngon rồi. Game vừa nhẹ này, nó còn mượt hơn này, đồ họa thì nó vẫn giống như ngày xưa, vẫn đẹp tuyệt vời, quá ngon luôn nữa anh em. Các bạn đã gọi là cập nhật phiên bản mới này, chơi thử rồi thì các bạn thử cho mình comment cho mình biết ở dưới phần bình luận coi các bạn có bị giống như là lag hay là như thế nào không nhá. Nhớ comment cho mình biết thử nhá. Ui,
Thì mình thấy là chiếc điện thoại cùi như thế này chơi được thì hôm qua thì mình cũng ăn đâu. Chính xác là clip vào hồi sáng mình up lên cũng gọi là làm clip trực tiếp trên chiếc điện thoại Samsung luôn. Mà nó không có dấu hiệu gì lag các bạn ạ. Đó, chưa nói gì nhưng mà mình có cả sử dụng phần mềm quay clip nữa luôn. Không thấy ok, vẫn ok từ ai đấy, không có gọi là lag một tí nào luôn. Thì khi các bạn này bạn chơi cái máy gọi là gấp như thế này thì mình thấy rằng phiên bản cập nhật lần này nó quá ngon, mượt các bạn ạ. À đây đây, các bạn có dung lượng máy ít thì không nên tải mô hình 3D nha. Đó đó, nó dành cho những là các bạn nào đó mình không biết, thì cái này mình không biết các bạn ạ. Thấy họ ghi cái này thì mình mới biết là máy có dung lượng thấp thì đừng không nên tải mô hình 3D nha các bạn. Đó, ra là thế. Tại vì mình tải hết các bạn ạ. Mình chơi mình trên maximum luôn, tải 3D hết. Giống như cái máy này là cái máy gì hồi nãy mình gặp qua được Oppo Neo 5 mà. Cái phiên bản mà RAM có 1GB mà vẫn chơi được game thế này thì vãi lều. Rất là mượt luôn. Đó các bạn thấy không? Như mình thấy là rất là mượt đúng không? Rồi bắn này. Thì có hai thằng này ngáo nè. Hai thằng này ngáo nè anh em. Trời ơi. Chưa người ta ngáo luôn ghê. Ok, thắng rồi. Đấy các bạn thấy không, chơi rất là mượt luôn. Mà trong khi đó cái điện thoại cùi bắp, điện thoại cùi bắp vẫn chơi được game Liên Quân Mobile. Có thật không đây? Thật đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chứng kiến mà, mình không kết đâu. Nó có sách mách có trứng trước mặt luôn. Ok, quan hit xong rồi, ok, đấu kết thúc rồi. Các bạn nào đang xem clip của mình mà đang sử dụng những cái dòng điện thoại cũ thì các bạn có thể comment dòng điện thoại của các bạn chơi ở dưới phần bình luận video của mình nha. Và nếu mà có lag thì các bạn chat lag, còn nếu mà điện thoại em ví dụ Samsung Note 3 chơi ok hay là cái gì đấy thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết ở dưới phần mô tả video, bình luận video nha. Clip của mình đến đây là kết thúc hết rồi. Theo như mình thấy thì bên bản Liên Quân này rất là ok. Còn các bạn thì như thế nào? Hãy comment cho mình biết. Bye bye.